Hi, xin chào các bạn, mình là Đây Là Lam và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Napoleon Total War chiến dịch Ai Cập. Wow. Khu vực ở bên phía đông thì hiện tại thì quân Napoleon vẫn đang dưỡng sức để cho hồi lại quân, với lại sửa mấy cái này lại coi, sửa tốn bao nhiêu tiền, cái nào rẻ rẻ sửa trước này. 7.000 là không có đủ tiền sửa sửa này, sửa một cái thành 7.000, số tiền đó chúng ta đầu tư cho quân lính, mua quân có vẻ hợp lý hơn. Để xem các đơn vị đồn trú ở đây coi, chúng ta tiếp tục tuyển thêm lính nè. Hai đạo à, ốc sao đây có một đạo này đây à? Ủa, quân của mình đâu hết rồi? Lại nha, mở cái list lên coi. À, ở đây một đạo nè. Rồi đạo của Snap ở đây. Napoleon. Đây được thôi, mình đem cái tụi này đánh con thằng này. Ừ, đánh không tới. Vẻ hơi nguy hiểm. Đấy, khi quân ở đây kéo qua đây đi. Cũng không tới luôn. Rồi coi phía nam. Phía nam này cái bọn màu xanh nó chỉ có một tỉnh ở đây thôi thì phải. Diplomacy đâu ta? Không có giao dịch được với ai hết, tại vì ai cũng là kẻ thù của mình hết trơn. Hey, bây giờ mình qua mình đánh thằng màu xanh này luôn, đánh một trận one and for all để xem quân nó trốn đâu hết rồi. À, ở đây có một đạo nè. Phía Cairo này là không có lính. Rồi. Rồi, tạm thời lượt này vậy đi. Hiện tại là ngân quỹ của mình là 2.000. Úp. Gì vậy trời? Kìa. Okay. Bọn xanh lá nó kéo qua kìa. Kìa. Okay. Này là quân nổi loạn hả ta? Rebel. Khu vực phía nam này có vẻ mệt á, phải đánh đi đánh lại chiếm nhiều á. Edward nè. Và đánh thằng này trước cho nó sợ. Lạc đà không à. Bốn đạo cầm kiếm còn nhiêu lạc đà hết. Đấy, cái này chơi kiểu gì ta? Quân của mình không có những cái đạo mà có thể có khả năng sử dụng cái đội hình hình vuông nhiều. Để chúng nữa mình vô mình đếm xem có mấy đạo light infantry. Where the enemy are concentrated, prepare a defensive line. Bây giờ pháo binh sẽ để lên cái đồi bên đây. Pháo binh để bắn ngựa tụi nó. Sao con đội này nó lính kéo hết xuống để cho nó dễ. Rồi. Đập đạn vô. Má ơi, có 3 đạo à. Cái bộ không được nhiều lắm ha. Ordre de groupe.
này có vẻ không ổn rồi. Start đi. When attacking an enemy with superior missile troops, generally get into the melee combat. Tự do, bắn vô người luôn đó. Đúng rồi. Bắn vô người là tụi nó chết như gà. Quá trời lạc đà luôn, nghi nó càng nát đội hình mình quá. Chút nữa thì chúng ta là thiếu sót những cái đạo này ở đây. Đem tụi nó về đi. Băm nét đội hình nó luôn. Chút nữa tụi nó áp sát vào là quân chúng ta chỉ việc tấn công bắn thôi. Giờ giết bớt từ tầm xa đi. Quá trời lạc đà luôn. Kiếm không. Đồ này căng à. Nhiều đây lính tụ bắn nó không. Thì nó bắt đầu tấn công qua cánh bên đây rồi đó. Nhìn lên mấy mét. Từng đạo vô thì mình chống được chứ nguyên một đám nó nhào vô một lúc thì hơi bị khó. Ok, đạo đầu tiên xong. Trời ơi, lạc đà của nó rồi. Cái này nguy cho quân mình quá. Bên cánh trái nè. Bên phải chứ. Quá trời luôn. Milice. Như mình bắn là không có sợi. Đều thêm hai đạo ra đó tiếp viện, ba đạo kỵ binh ra đó luôn. Ở bên đây thì ổn. Bộ binh nó kéo tới đây nữa. Ôi trời. Sir, our general is under attack. Rồi pháo à. Áo bị đánh banh hết rồi. Kéo qua đây. Bỏ đội hình đi. Vô. Cho mấy cái đạo này rút ra. Đi ra khỏi chỗ đó. Ồ, không được, được. Lính kỵ nó hãy còn đông. Ok. Các quân pháo ta ra đây trốn được rồi. Kéo ra đây. Ở
đội hình phe chúng ta lên cao hơn. Thế nó bỏ chạy hết rồi. Tấn công. Cho hai đạo lạc đà này tấn công đạo này. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đó, tụi nó rút hết rồi. Để bảo toàn lực lượng mà. Xong rồi. Cờ trắng hết rồi. And fier et victorieux. Ờ quên, mình lót có 79 thôi. Trao đổi. Trao đổi quân quá hời. À, bây giờ tạm thời rút về đây cái. Đứng đó nghỉ ngơi. Ở trên này tụi nó có một đạo nè. Rồi cái đám này thì ở đây có bao nhiêu lính này? 5 đạo ha. 5 6 đạo gì đó. Đám này kéo ra đây đánh thằng này. Một đạo trận nữa ở đây đi. Bốn đạo không biết tấn công nổi tụi này không, chắc là được. Đánh đằng trước đằng sau luôn mà. Vậy mà chạy hả? Nó chạy rồi. Một vài lượt nữa nó mới xong chỗ này mới xong được. Giờ cho trinh sát đi trước đi. Monsieur, je dois me reposer. Đây để mình coi coi có thành phố nào cần nâng cấp không, để dành tiền nâng cấp mấy cái thành phố quan trọng của mình chứ. Nâng cái này thì tăng thuế nè. Rồi technology chưa, 7 tên nữa. Phá. Đó. Mấy chỗ này bị đánh chiếm lại hết trơn. À, chiếm đi rồi lại chiếm lại. Ta chiếm cái chỗ nhỏ nhỏ này trước đi. Này quân đứng chút xíu à, auto resolve đi. Nous avons triomphé. Sửa cái này 200 mấy đồng. Rồi cho cái đám này hội với quân ở đây. Xong tấn công thằng này. Họ chạy đi đâu luôn. Ô, chạy ra biển à. Trận này cũng vậy luôn, auto. Grave, invaincu, en avant.
Rồi, đây mình kéo quân về. Kéo quân về Alexandra đây. Để hai đảo đó đi. Rồi. Ôi, chỗ này thì tuyển thêm một ít lính ở Cairo nè. Một ngàn tám, tiền càng lúc càng giảm. Tuyển một đạo ở đó, bổ sung. Giờ cho Napoleon ra đây đứng đi. Ủa, âm xấu luôn kìa. Ủa, hình như mình có một con ở đây, đây này. Rồi bên đây mình có một con spy ở đây nữa nè. À, bên đây cũng nhà tôi thằng màu xanh luôn. Ồ, tụi nó kéo quân đi kìa, đông chưa? Đánh lên Cairo chứ. Hey, đạo quân ở dưới đây chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ Cairo thôi đó. Nó bỏ chạy kìa. Poursuivez-les. Dí theo. Rồi, ở đây sửa lại cái cảng này. Đây có hai đạo nè, rảnh kéo qua đây luôn đi. Nhà này nó sẽ cho mình nó mua mấy cái này nhưng mà cũng không cần lắm. Quân qua bị trừ nhiều á, giảm thuế đi. Rồi lượt sau thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến qua đánh bọn thổ Ottoman, đội màu đỏ ở đây. Bây giờ thì trong lượt này mình vẫn để Napoleon ở ngay ở biên giới này để quân đội nó tập trung với lại hồi phục thêm chút xíu nữa. Đây để coi nhiệm vụ của mình rồi, trở lại nè. Victory condition là phải đánh ra tới tỉnh bên đây nè. Tỉnh Gallia là tỉnh nào? Gallia. Với lại tỉnh này tỉnh Damascus. Region Gallia. À đây, đánh vô đây với lại đánh Damascus là chúng ta thắng. Thì hiện giờ là bây giờ chúng ta chiếm được Noxinai này. Noxinai rồi. Cairo rồi. Western Delta là cái chỗ đầu tiên của mình. Đây có hai đạo gửi qua cho Napoleon luôn. Ta sẽ đưa quân tiếp viện từ hậu phương đi. Để coi hậu phương có những quân nào xịn. Quân nào xịn gửi đi cho Napoleon đánh hết. Ở nhà thì cứ mua từ từ lại không sao hết. Đó, nhiêu đầy lính phòng thủ ở nhà là được rồi. Cứ từ từ rồi mình sẽ lại tuyển thêm. Rồi ở phía nam Cairo thì cho đạo này đồng trú là được. Ok. Nói chung là phía nam là mình chỉ cần giữ được Cairo là rồi, là được rồi. Rồi chiếm thêm vài tỉnh nữa thôi chứ không cần phải nhúng
Sa lầy giờ mấy cuộc chiến với mấy cái tụi màu màu xanh với màu màu vàng này làm gì cho nhiều. Oui monsieur. Un sacrilé. Faites leur mordre la poussière. Victoire! En avant! Đó, vậy thôi. À gauche, marchez. Một tên nữa. Monsieur, vos ordres. En avant! Votre humble serviteur. À gauche, marchez. Oui, monsieur. Galia phía kia. Thì từ đây đến đó là vẫn còn 3 thành phố chúng ta cần phải chiếm nữa. Hơi bị nhiều đấy. Thời gian còn nhiều không? Victory condition December 1800. 1800 tức là còn 1 năm rưỡi nữa. Nhiều. Giờ đánh ở đây trước. Assiégez-les. Cái này sao ta? Bắt tụi nó đầu hàng, demand surrender hoặc là auto. Thì auto đi. Fonctionner. Loss 125. Thường cái auto nó dở lắm. Nó làm cho mấy cái đạo mình không cần bị chết rất là nhiều. Ví dụ như ngựa này hồi nãy mình dùng, nó sẽ lấy ngựa của mình nó đánh hay sao, chết ngựa quá trời nè. Rồi tuyển một hai đạo để bố trí ở đó để giúp quản lý cái thành phố. Ồ, ở bên đây có một rất cứ điểm rất là đông lính. Những cái đạo này đem đi vừa đi đem vừa tiếp viện vừa bảo đảm cố thủ những cái thành phố đó cho mình. Rồi mình cũng để một đạo ở đây để bố phòng, có khi nào mà tụi quân Anh nó tới thì có quân mà đánh nó. Và mình cũng tuyển thêm luôn. Ngày 2. Tuyển thật nhiều quân lên để cho Napoleon đem đi đánh. Ta coi cái thành phố nào à dân nó vui vẻ rồi thì là tắt giảm thuế đi. Qua bên đây coi. Je me repose. Ok. Đó, nó kéo qua kìa. Ở đây dân nổi loạn quá. Quân xuống đây chiếm lại thành phố này. Tu một trận đánh ở ngay cái cầu mà nó cũng tiếp viện hơi bị đông. Đánh luôn trận thứ hai. Rồi cái trận này thì mình sẽ để pháo bên đây đi để chuẩn bị vượt sông ở bên cánh bên này. Kỵ để phía sau. Toàn quân kéo qua bên đây hết. Xong. Kéo toàn quân qua. Nó có hai đạo bên đó à. Pháo mình dựng ngay bên bờ sông rồi luôn.
qua sông trước đi. Chúng ta cần phải chiếm những cái vị trí ở bụi cỏ này nè. Nhanh nhanh lên. Đội kéo tới đầu tiên là những đội kỵ binh, nó cho chạy hết tốc lực luôn, ngựa của bọn này chạy nhanh gấp. Và tới nơi trước luôn rồi nè. Những cái đạo này chống kỵ đâu, kéo lên. Kỵ binh chúng ta cho ra cái khu đất chống trải này đi. Bắt đầu đưa quân lên khiêu khích tụi nó nè. Bộ binh của chúng nó là vẫn còn phía tụt lại phía sau xa lắm. Kỵ binh nó đi trước. Ra đây chung với hai đám này, mình tranh thủ mình tiêu diệt trước cái đạo này. Ok, bắt đầu la hét chuẩn bị tấn công kìa. Vô đây con. Bum bum. Xong đời. Xong một đạo. Tiếp tục cho quân đẩy lên. Đây sẽ là tuyến 2. Ở bên chút nữa mình kéo lên cái gò ở trên đây nè. Để xem. Kéo lên đây đi. Lên nào. Prête à se battre, monsieur. Milice à l'approche, monsieur. Oh, mais ăn đủ rồi. Our men are running. Shit. Đúng như dự đoán là mấy cái đạo bên này nó không có khả năng đánh nhau với kiểu binh tốt mà. Bị chạc vô một phát là ăn đủ luôn. Chạy hết. Kéo bọn nó về đi. Our men are running, sir. Running hết trơn rồi. À, pháo.
infanterie. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Lossing is on. Kéo tụi này quay trở lại nè. Pháo binh nó làm cái gì đi đây rồi qua đây vậy trời? Rít. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Mòn kéo pháo chúng ta lên. Artillerie légère à cheval. Artillerie légère à cheval. Une prête que je perds à mes. Artillerie légère à cheval. Horde de groupe. Rồi, lắp pháo vô. Chuẩn bị bắn đạn bi. Rồi bên trên này kéo về nè. Ôi, kia bên bị bắn. Bắn tạc kìa. Nhanh đi. Ba đạo này kéo về. Rồi, cho rút ra bên đây. Để lên cho ăn đạn bây giờ. Ra sau trước cái đó. Oh shit. Mà tự mình bắn mình để đậu phộng. Kêu rút nhanh không rút. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Đẩy hai đạo lên đây đánh lạc hướng rồi nó. Rồi, chuyển qua đạn bi. Bắn đi. Anh tạc vợ bom đó, tua nhanh lên cho ba bắn cái chừng nào nó lại gần thôi, không thôi cứ bắn hoài vậy đó. Bắn hết giờ luôn, ép cho nó lại gần, nó sẽ phải lại gần thôi. Cái đám này tính manh động làm gì vậy? Fission device. Nó sẽ phải kéo đến đây thôi.
bắn xối xả không? Đó, qua đằng bi coi này. Đó, bây giờ quân nó bắt đầu chịu khó chịu kéo lên nè. Đẩy như cái đạo quân chính quy này mình lên. Đưa hai đạo ra đây để đánh lạc hướng. Kéo ra đây vậy nè. Ở đây có một đạo à. Cho lính bỏ lộn. Cho một đạo ngựa ra đó là quá đủ rồi. Ơ chỗ này mép bản đồ luôn. Attack. Hai đạo ngựa này đánh hán đi ra bên kia giết mấy đạo pháo đi. Một đạo là đủ rồi. Cho mấy đạo này truy sát tụi này đi. Ok. Victor. Préparez-vous! Marchez! Victor, Victor là Victor hả? Chiến thắng. Rồi được đàm đánh ở đây luôn. Một trận quét sạch chỗ này luôn. Lấy lại những cái vùng đất chúng ta đã bị cướp. Ôi còn có 606 đồng. Tuyển quân nhiều quá rồi. Không có đủ tiền trả nợ và trả tiền lương cho lính à. Đây là 0/2 ha. Rồi. Monsieur. Oui. Oui. Cái quân phía sau này tới chưa? Monsieur. Marchez. Monsieur. Troupe en avant. Installation du campement.
tính thêm nữa hả? Upkeep 160. Con đạo đứng ngoài cả là sao? Votre humble serviteur. Đợi chút đi, để cho quân đợi thêm một vài lượt nữa để cho quân phía sau nó đi theo đi tới nữa. Rồi mình chuyển thêm một đợt lính nữa cho mình Napoleon nè. Chỗ này ổn rồi đó. Ok, bây giờ mới tháng 6 à, cuối tháng 6. Còn một năm rưỡi rồi chúng ta chiếm đánh lên tới Damascus. Rất là dư dả thời gian. Phía nam này thì cái bọn giặc nó quấy rối hơi bị nhiều, nhưng mà cũng chỉ là giặc cỏ thôi, chứ không có thực sự là một mối đe dọa lớn. Bây giờ chỉ có một cái bất ngờ là nếu mà bọn Anh nó kéo xuống từ phía bắc đánh là cũng hơi bất ngờ. Mà nó phải kéo một cái lực lượng lớn kìa, chứ kéo vài ba đạo thì cũng chẳng thấm thí gì. Sáu trên chín, kéo được đạo này ra đây. Lấy thuế của chỗ này được chưa? Ok, good. Quý. Rồi, từ đây thì chúng ta đánh vào Jerusalem đi. Đánh chiếm thành phố của Thánh. Đánh Jerusalem trước. Commencez le siège. Cũng khá là đông á. À, với lực lượng quân sự của Napoleon đông như thế này thì có chút xíu quân phòng thủ này còn đánh gì nổi. Rồi đánh luôn à. Cái vùng mà Napoleon đang đánh thì hình như hiện nay là nó thuộc nước Syria phải không? Syria. Ở vùng đó hình như đang có mới có khủng bố chiến tranh hóa học gì á. Ghê quá. Để mình hôm bữa mình coi cái đoạn clip mà nó sử dụng vũ khí hóa học mà nó giết người mấy cái người kia không thở được. À, dãy đình đạch là chết. Ghê. Ở quân chúng ta toàn là quân chính quy tinh nhuệ. Chỉ có một đạo tính dân quân à. Còn bao nhiêu là quân xịn không á. Kỵ binh để cánh nào đây? Kỵ binh để đây đi. Ta có 4 đạo Chelsea hả? Để đây. Rồi. Cái gì vậy? À, tiếp viện của tôi nữa. Ủa mình chưa cắm pháo nữa. Đậu phòng. Ở bên đó có kỵ binh không ta? À, kỵ binh mà có, nhưng mà kỵ binh tiếp viện. Thế mình đẩy mấy cái đạo này lên để bắn dụ nữa. Cánh này cho qua bên đây. Rồi đạo này cánh này cho vô thành phố ơi. Kỵ binh đổi hướng qua bên đây. Đứng ở đây trước đã. Ra cái đội này lập vị trí bắn chặn nó trước. Grenadier.
chúng ta chúng nó tới. Cái rank của chúng nó thấp rồi. À không, bọn này là bọn này còn cần chiến không à? Bắt đầu tấn công rồi. Ăn hết đạn rồi rút ơi. Để nhanh. Đẩy qua cho bọn này đánh. Chạy xéo xéo qua bên đây nè. Pháo binh bắn yểm trợ cho quân ta chạy nè. Ôi sương mù. Chạy nhanh lên, sao tụi nó chạy nhanh thế? Tất cả các đội pháo bắn vào đây, yểm trợ cho quân mình chạy. General is under attack. Cái gì vậy? Rồi xong, phút. Quay trở lại vị trí. Pháo binh chuyển lại đạn bi, bắn lên trên đồi. Cái này chúng ta bị đánh ác quá. Đó, cần phải có kỵ binh hỗ trợ. Dồn cái này vô. Our men are running, sir. Một đạo ở đây cầm cự không nổi rồi. Rút rồi kìa. Chạy rồi. Đổi hướng rút ở trong rừng. Oh, chạy ra đây bỏ quay chúng nó lại. Nhanh nhanh nhanh. Tiếp về nhưng nó có 4 đạo. Oh shit, phía đằng sau. Để hai đạo lại. Rồi hai đạo qua đây. Rồi những đạo này lên đây nè. Rồi lập phòng tuyến ở đây. Kỵ binh chúng ta sẽ cho đánh ra rìa. Rồi tranh thủ giết cái đạo ở rìa trước nè. Một đạo đi, lấy đạo ra gần đi. Ottoman Empire kỵ binh kìa. Nó đang lao đến đây. Nhanh. Nhanh. Ta cần tiếp viện chỗ này chứ không nguyên mất. Bật lưỡi lên. Attack. Pháo binh ngừng bắn ấy. Bắn ở đây là vô đội hình mình hết. Charge. Đó, kỵ binh mình sẽ đi quét mấy cái đứa ở vòng ngoài. Giết tướng đó nè.
xanh nữa, không biết của ai là ai luôn. Đồng phục giống nhau quá. Personne ne nous vaincra. Chiếm Jerusalem rồi. Tốc độ tiến quân rất là nhanh nhưng mà xem. Phải cẩn thận tại vì phải giữ cho bằng được mấy cái chỗ mình đã chiếm. Chứ chiếm đánh rồi mà không giữ được thì cũng như không. Bắt buộc là phải có một đạo thủ ở North Sinai nè. Tại vì cái đám ở phía dưới này nó có thể tấn công lên. Nó vượt qua sa mạc Sahara để nó đánh lên North Sinai. Và North Sinai là một trong những thành phố mình cần phải có để đủ điều kiện chiến thắng. Cairo. Cairo có thể mang quân qua dọa tụi nó ở đây. À, ở đây có. Ở đây tuyển xong rồi ha. Rồi, nhiều đó lính thủ đi. Tenez-vous prêt, monsieur. Monsieur, vos ordres. Ok. Kéo quân qua kìa. Ôi. Gì có chút xíu lính là sao đánh. Rút đi. Delay attack. Delay luôn. Ôi nó bao vây mình kìa. Surrender. Không đầu hàng. Thì sao? Oh shit. Battle deployment. Ôi mất hai đạo này rồi. Rồi auto thôi. Lost 789. Disaster. Disaster. Nó phản công mà nó chia từng đạo nhỏ để cho mình rối mà như đám ruồi vậy đó. Ở đây nữa nè, không đầu hàng. Ta bị chiếm khá nhiều thành phố rồi đó. Mà phải giữ được cái dãy Gaza này cho quân ở đây. Ở đây có thể tuyển thêm một tướng nữa để chỉ đạo ở đây. Ok. Từ Jerusalem này có thể đánh qua tới đây. Đánh vòng về. Để tiêu diệt cái đội quân này của nó luôn. Cho tụi nó biết thế nào là chiếm đất của mình không có an toàn nữa, thế nào cũng bị trừng trị. Rồi phía đông này như đây là chút nữa tiếp viện cho Napoleon là đủ để cho ta đánh lên trên trên kia. Cái thằng này. Ok thì bây giờ phải đánh vô đây nữa. Monsieur. Được rồi, và chắc là mình sẽ nghỉ game tại đây đi. Tại vì trận đánh này chắc cũng dài. Mình sẽ để cho video lần tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.